Con chim đâu? Một cái lốc cây. Đây ha, con gì nữa? Con này là nai gì? Nai gì đó? Nai cà tông. Nai cà tông. Con này, con này ở đây không có, con này con để bàn nè. Con này là con gì mình xem? Cá, con cá hay cá là. Ờ, hay chép ha. Xe nhớ này là gì không? Dạ ba. Hả? Hình này là gì? Ba mẹ. Hả? Hình này là gì? Ba mẹ con. Ba mẹ với con, đâu phải đâu, ba mẹ với ai á? Đây, đưa ba một đậu. Rồi, chạy xuống con xây. Xây chạy xuống. Cắn cái đầu nó ra con xây. Xây tách vỏ lên đây. Bây giờ có nước ở trong đây không vậy? Ừ, có nước. Xây bỏ dép ra. Xây ra ngồi nè. Đây sẽ chịu không? Ơi, có một con đi nha. Xe ăn gì nè? Có sandwich nè. Có cơm nè. Cái này cơm bên ăn cha không? Cơm Nhật. Đây là temaki. Trắng chạy đây một bữa trưa. Bây giờ mình ngủ đâu giờ bây giờ? Ngủ ở đây luôn mình sẽ chịu không? Ngủ ở đây hả? Ừ, ngủ đây luôn mình sẽ chịu không? Dạ chịu. Rồi, để cầm nữa. Wow, cái này có đồng biển luôn. Phải đồng biển nhẹ. Ừ, ngâm, ngủ đi. Ngon rồi sao? Sáng giờ mình sẽ đi, mình sẽ vui không? Vui. Hả? Vui. Sáng giờ mình sẽ đi, mình sẽ có nhớ mẹ không? Vui. Lần sau mình sẽ muốn cho mẹ đi chung không? Vui. Ba, ba Vinh ăn phần này nè. Ăn phần không ta. Ăn mình xem. Dạ, không có gì. Ngon quá mình xem nè. Dưới mắt tay rồi đây coi. Thằng cái cây không? Dạ. À. Ê. Mình xem muốn cạp hả? Mình xem muốn cạp. Cạp được không? Đây ba gọt cho. Mình sẽ cạp được không? Được rồi hả? Giỏi vậy. Mình sẽ đi rồi, lát mình chìm nên mẹ hỏi mình xem mình sẽ trả lời làm sao. Hả? Dạ không nghe cắm chạy. Cắm chạy hả? Mình sẽ cắm chạy đâu? Dạ không như người bờ sông Rồng. À, mình sẽ coi gì nữa? Mình coi nhiều lắm. Đi cái gì nữa? Đi cái gì nãy đó mình sẽ. Mình sẽ chở ba đó. Ba sẽ đụng. Ấm mầm luôn không sao? Ba sẽ muốn đụng. Con muốn ối luôn á. Quay hoài không được. Đấy nhiều lên. Con lái vòng vòng vậy. Lên lên vòng vòng vậy. Hả? Mình sẽ chạy thẳng kìa. Chóng mặt quá. Ê. 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 Ối luôn. Mình sẽ chạy, mình sẽ chạy vòng xe. Nào mình sẽ. Nào. Dạ ngon.
sáng giờ mình sẽ đi có một trên người ba có một cái con mà ba có xăm lên mình á, mình sẽ cũng thấy ở trong sở thú nè. Trời nhớ là con nào không? Ba con luôn, trong thú này mình ba có ba con, ba trên người con. Sư tử. Sư tử đâu? Dạ. Ở đây là con gì nữa? Chim. Chim đâu? Con chim đâu? Một cái lốc xoáy. Đây ha, con gì nữa? Con này là nai gì? Nai gì đó? Nai cà tông. Nai cà tông. Con này, con này ở đây không có, con này con đại bàng nè. Con này là con gì mình xem? Cá, không cá hay cá lận. Rồi, cá chép ha. Xe nhớ này là gì không? Dạ ba hả? Hình này là gì? Ba mẹ. Hả? Hình này là gì? Ba mẹ con. Ba mẹ với con, đâu phải đâu, ba mẹ với ai á? Mẹ. Từ lúc có Minh Xe thì anh mới xăm nhiều hơn. Từ lúc mà chị mang bầu Minh Xe thì anh trên người chỉ đúng một cái thôi. Còn từ lúc mà Minh Xe đến bây giờ thì nó lại càng ngày càng nhiều hơn chứ không bớt đi. Con nhìn thì con lại không có cảm giác là sợ nhìn xăm đó. Con lại thích. Ba sẽ nhìn ba xăm mình, ba sẽ có sợ ba không? Hả? Ba sẽ nhìn ba xăm mình, ba sẽ có sợ ba không? Hả? Thì khi nào ba sẽ muốn xăm mình? Ngoài còn ngái xăm trời lắm. Khi nào ba sẽ muốn xăm? Lớn ha, 18 tuổi ha, trời ơi, biết luôn. Anh quan trọng là anh ảnh hưởng thế nào tới con hơn. Tại vì anh C cũng còn nhỏ nên những vấn đề khác thì mọi người nói như thế nào thì ba sẽ cố gắng tìm cách để giải thích lại với con. Mà C ơi, con thích cái hình xăm nào trên người của ba con nhất? Thẳng tay này. Theo anh C thì mình là mấy người xấu hay người tốt? Tốt. Tùy người đúng không? Có người tốt, có người xấu. Không ai tâm mình cũng xấu hết. Mình sẽ nằm xuống nghỉ. Đi chưa xíu mình sẽ. Để chân đâu mày? Con đi chơi xe. Anh chỉ sợ là cái câu chuyện hoặc là cái nội dung trao đổi giữa anh với con ngày càng ít đi. Bỗng nhiêu ngày đó mình sẽ về mình sẽ nói rất nhiều, nhưng mà mình sẽ nói về ông A, ông B, ông C, nhưng mà mình sẽ không nói về ông C nữa. Mình sẽ cũng không nói về những mối quan hệ xung quanh ông C nữa. Điều đó rất là buồn, tại vì thật sự buồn nhất của cha mẹ là đến một ngày nào đó con mình bỗng nhiên không có nói gì với mình nữa, hoặc là con mình bắt đầu ít chia sẻ lại mình.